Xin chào, clip này thì mình sẽ nói về cách là sử dụng cái add-in MB Resource Connector để đem sang máy khác render dễ dàng. Đầu tiên là mình sẽ vào mask strip, run strip, rồi mình sẽ chạy cái MB Resource Connector. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy cái file .mse này dễ dàng. Rồi, chạy nó xong á thì các bạn vào cái một cái utility nè, mà nó tự nó mở giùm mình luôn, mà ở dưới nó có cái MB Resource Connector. Rồi sau đó thì mình rất là đơn giản thôi, mình sẽ chỉ cái target trước khi lưu á thì mình bấm shift T một cái để mà đảm bảo là tất cả những cái này nè, hoặc là trước mắt là tất cả những cái mà mình có sử dụng đó là nó có chữ OK. Còn nếu cái nào chưa có thì mình bấm chữ setback rồi mình chỉ đường dẫn lại. Nói chung là đảm bảo là đường dẫn của file này không có mất. Rồi, sau đó đó thì mình sẽ bấm CE cái file. CE cái file đi đâu? Có thể desktop cũng được, còn nếu không thì các bạn có thể mở một cái vị trí khác cũng không sao. Ví dụ là file đi. File render gì đó. Rồi mình cũng đặt tên là bình thường. Lưu trước. Mình phải lưu cái file này trước. Rồi sau đó đó mình sẽ chỉ đường dẫn bên này. Đây. Rồi. Ở đây thì mình ta gạch bắt đây nè, mình sẽ lập tức là mình chỉ đường dẫn đến cái chỗ khi nãy mình mới lưu. Đây là chữ file nè. Rồi, cái folder hồi nãy mình đặt đó, ok. Rồi, còn cái này nè. Nếu như ở mà nó đã có cái file sẵn thì mình sẽ làm như thế nào đó mà. Hiện giờ thì không có file sẵn thì mình chọn cái gì cũng giống nhau, nhưng mà bây giờ nếu như mà có file sẵn thì mình sẽ chọn override để mình nó đè lên cái file có sẵn luôn. Đó là trong trường hợp mà mình update cái file. Rồi ở dưới thì nó sẽ có một số cái tùy chọn, cái này cũng cũng dễ hiểu thôi, mà ví dụ như là nếu như có mình tiết chọn cái này thì sau khi làm xong thì nó sẽ mở ra cho mình. Nói chung là mình muốn tất cả những cái map đường dẫn, những cái mà cần đường dẫn á, nó sắp xếp toàn bộ vô trong một chỗ hết, chứ nó không có phải là nó có những cái folder khác nhau nữa. Rồi vậy là xong nha, chỉ đường dẫn nè, rồi lưu CE cái file nè, rồi chọn cái này override nè, rồi tiết chọn ví dụ bốn cái này đi, rồi bấm collect file nó sẽ chạy. Thì sau khi chạy xong á là nó sẽ hiện lên cái folder cho mình. Rồi đây là nó đang chạy nè. Trong thời gian này thì mình đừng có bấm gì hết. Còn nếu như mình muốn thoát ra thì mình ở dưới nó có chữ cancel nè, để mình dừng lại. Nếu như mà nó lâu quá, máy bạn yếu quá đó, có thể là bạn làm sao đó rồi bạn chạy qua phần mềm khác qua lại hồi nó đứng máy, lúc đó là phải control on delete để làm lại nữa. Nhưng mà nãy giờ nó vẫn đang chạy nha, trên không sao hết, nó gần xong rồi. Ok, nó đã chạy xong. Sau khi chạy xong thì nó sẽ hiện thông báo này, mình bấm ok. Rồi có một số cái đường dẫn trong quá trình mình làm nó bị mất á thì nó sẽ báo không sao hết, những cái đường dẫn này đâu có được sử dụng đâu, những cái mà nó bị mờ đó. Thì đây là kết quả của chúng ta, folder của chúng ta, đây là file body mask và tất cả những cái đường dẫn này. Thì qua máy khác bạn chỉ cần bạn mở lên thôi là những cái này nó sẽ hiện lên chữ file. Còn nếu như mà các bạn mà muốn nó ok luôn đó thì qua bên máy khác bạn mở file này lên bằng shift T, rồi bạn chỉ đường dẫn đến một trong số những cái này là xong. Shift T rồi bạn chọn hết, rồi bạn chỉ đường dẫn đến một cái, chỉ cần một cái bất kỳ thôi là nó ra ngay. Rồi xin cảm ơn.